Vâng, sau đây em giới thiệu các bác một con rề rất là đỉnh nha. Rề Lukma Lukic A 3400 Gold nha các bạn, nó màu vàng. Em này thì muôn vàng tính anh. Họ giới thiệu ở video mà hàng về rồi. Trước lại em đã giới thiệu tiếp nha. Em nó là dòng rề có âm thanh low nét, âm thanh nổi và tăng cường hệ thống bass rất là nhiều 6 dB. Và phía phần bass chép này các bác có hệ thống tăng tần số luôn nha, tăng chép tăng bass. Và phía equal nó là cũng có tăng lên tới là bass lên tới là 80Hz và 15Hz. Phần chép có lên tới là 12kHz, nói chung là tăng rất là nhiều. Đây là hỗ trợ các bác chơi rất là nhiều về tính năng. Và phần là equalizer rất là nhiều nha. Con rề này rất là khỏe mạnh, là dòng rề đèn của đến hãng Lukman model A34. Con này đang giao các bác là 19 triệu nha, rất là đẹp. Lúc trước em có về một combo là cả rề cả bao luôn, nhiều bác hỏi con rề lắm nhưng mà không thể bán lý được các bác. Đó, trong khi đó sau đó thì cũng có bác chủ lấy nguyên bộ rồi và nay em đã ship và sang lồng được về một con rề đó luôn, 3400 nhá, 3400 gold. Nó là có đường rất là nhiều tín hiệu vào, hai cổng phono, hai cổng aux, một cổng tuner này. Đường ra thì có hai cái đường ra cho hai con đẩy nha. Các bác có thể chơi con này cho hai con đẩy nha. Rất là mới các bác, giá 19 triệu nha. Vỏ gỗ theo máy. Đây, các bác thấy đồ đẹp này. Bác nào mà đã nghi con qua con rề này là phải nghiện luôn á. Bởi vì nó hay lắm. Muốn căn chỉnh và tăng cường cỡ nào cũng có nha các bác. Này, phần lo nét và tăng cường luôn cho lo nét này, cộng tăng cường tiếng bass lên 8 dB này và giảm này rất là nhiều, và là volume tổng này để đường tiếng đầu vào này. Đấy. Rồi mở nội thất bên trong đây các bác cùng xem luôn nha. Giá 19 triệu bao gồm phí ship, bác nào chuyên không đủ em bớt 200.000 nha. Rồi đây là dây nguồn theo máy của nó luôn nha. Đấy. Bác nào lấy thì cứ liên hệ cho em nha, một em duy nhất các bác. Những con rề đèn này rất là hiếm. Con rề đèn mà có âm thanh lo nét các bác, nghi hay lắm. Và có tăng cường này, không phải riêng lo nét mà nó tăng cường hệ thống âm thanh rất là nhiều nha. Và các bác cùng xem cái độ mới của sản phẩm này. Đấy, bên em chính luôn phục vụ các bác những cái sản phẩm hàng chất từ nước ngoài về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, với độ đẹp kiến công trên mỗi sản phẩm em đưa ra. Đây là một cái tầng phô đốc của nó nha. Đây, các bác thấy linh kiện này và độ mới của sản phẩm, có nhìn này, cái chứng áp này, những con máy từ nước ngoài về. Chủ yếu là bên đó là để bên thứ nhất là siêu thị Nhật họ đăng lên và đấu giá, mình đấu giá về. Thứ hai là họ lưu kho rất là nhiều những sản phẩm, mà cũng không những là ở Việt Nam mình chơi audio và săn lùng những sản phẩm này đâu các bác, rất là nhiều nước trên thế giới, cả thế giới này săn lùng. Đây các bác, những cái bóng, tất cả bóng nguyên bản nha, con này nó mới tinh nha các bác, nhìn này, nhìn cái linh kiện thôi các bác đủ yêu rồi. Giá 19 triệu các bác đã có một con rề đèn cực kỳ hay nha. Nói nhỏ cho các bác biết luôn là con rề này nó hay hơn con 35 2 la mã luôn nha. Nếu các bác đã nghi qua rồi đấy, chứ không phải những con rề mà đắt tiền mà nó hay đâu. Còn cả tem lên những cái chiếc áp này, ghê chưa? Nó dùng quá rất là mới. Nhiều con nó hay nhưng mà nó chưa bị đổi giá nhiều. Thật sự con này nghi hay hơn rề 35 hoặc là 35 2 la mã luôn nha. Nhiều bác cứ đã nghi rồi cứ săn lùng những con này chơi nè. Nó gồm là AX7 này, 4 bóng AX7 này. Đấy. Và ở đây là AU7 3 bóng này. Đấy. Phần tủ mới tinh. Và tổng quan của nó là mới tinh đó. Rồi, các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của em nha. Đấy, nó mới đẹp ngắt ngay, bộ gỗ riêng theo máy, dây nguồn riêng. Đấy. Ốc phía dưới luôn sáng tròn luôn. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Giá 19 triệu, chiến không đủ 18.8 nha các bác.